À, vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu hạnh và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại Hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chương biên tập minh tâm thời gian ngày 28 tháng 2 năm 2011 Địa điểm tỉnh Tông Học Viện Úc Châu tập 308 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Trang 362 Hàng thứ năm Từ câu Pháp Hoa Kim Dân Bắt đầu từ câu cuối cùng Pháp Hoa Kim Dân Chư Phật Tùy nghi thuyết Pháp Ý thú nan giải Sở dĩ giả hà Ngã dĩ vô số phương tiện chủng dụng nhân duyên thí dụ ngôn từ diễn thuyết chư pháp thị pháp phi tư lương phân biệt chi sở năng giải duy hữu chư phật nảy năng tri chi sở dĩ giả hạ chư phật thế tôn duy dị nhất đại sự nhân duyên cố xuất hiện ư thị Đây là dẫn chứng một đoạn kim văn trong kinh Pháp Hoa Đức Phật Ứng hoa ở nhân gian Là vì đại chúng giảng kinh thuyết Pháp Chỉ có hai nguyên tắc một cái là chân đế hai là tục đế tục đế dễ hiểu hoàn toàn là y theo tri kiến của người thế gian người thế gian cho rằng tất cả pháp này đều là thật Phật tùy thuận chúng ta mà nói Pháp Nên chúng ta dễ hiểu Cho nên nói về Luân lý đạo đức nhân quả Chúng ta đều có thể lý giải được Nếu thuận theo chân đế Chúng ta không thể hiểu được Chân đế là gì? Là buông bỏ Tất cả dạng duyên và tự thân chứng được cảnh giới Chúng ta ừ. chưa buông bỏ Những ừ. điều nhìn thấy sau khi đã buông bỏ Hoàn toàn không giống nhau Nên chúng ta nghe Phật nói Pháp Giống như nghe chuyện thần thoại vậy Đặc biệt là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm người thế gian còn vọng tưởng phân. phân biệt chấp trước nên xem kinh pháp hoa chính là xem chuyện thần thoại không cách nào lý giải được nói với chúng ta tất cả pháp là giả không phải thật giả nhưng rất đồng đục Phật Pháp giới Bồ Tát Pháp giới Sanh văn Pháp giới Trong lục đạo rất đồng đúc Có những việc như thế này chăng Về sự thì có Nhưng về lý thì không Về tướng có Nhưng về tánh không có Mục tiêu cuối cùng của Phật là Giúp chúng ta minh tâm kiện tánh Chúng ta có thể thấy được chăng Đáp án là khẳng định Chắc chắn có thể thấy được Phải thật sự nghe lời mới được Đối với Phật Cần có lòng tin chân thành Phải nghe lời Phải y giáo phụng hành Quan trọng nhất trong việc nghe lời Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ Chúng ta thật sự phải buông bỏ Còn có tham ái Có tên chất Thì rất khó Trong kinh nói Phật độ chúng sanh cần thời gian vô lượng kiếp Vì sao phải vô lượng kiếp Không phải họ buông bỏ là được sao Vấn đề là ở chỗ vô lượng kiếp Họ cũng chưa buông bỏ được A à, lại và thức của con người Giống như kho tư liệu vậy Từng ly từng tỷ đều bảo tồn trong đó Tài liệu này không xóa đi Thì diễn diễn vẫn ở trong đó Việc này sẽ rất phiền phức Chỉ có Hiện căn thật sự sâu dày Một lần nghe ngàn lần ngộ Đối với chư Phật Bồ Tát Hoàn toàn tùy thuận Đây là hiếu thảo với chư Phật Bồ Tát Không dám làm trái Hai người này dễ dạy. cổ đức thường nói duy chỉ có bậc thượng trí và hạ ngu là dễ được độ nhất thượng trí một lần nghe ngang lần ngộ họ thật buông bỏ và thấu triệt còn bậc hạ ngu điều gì cũng không biết nhưng họ có thể buông bỏ họ nghe lời nên họ cũng dễ được độ cũng dễ dàng chứng quả Phiền phức nhất chính là Giai đoạn ở giữa Không thượng không hạ Nhân số này rất nhiều Đức Thế Tôn khi còn tại thế Suốt 49 năm Toàn là gì hạ người không thượng không hạ này Hãng thưởng căn gặp ngài liền đại triệt đại ngộ còn bậc hạ ngu gặp Ngài Thì liền được giảng sanh Rất dễ Nên chúng sanh căng tánh Thuần thuộc Căng tánh như thế nào gọi là thuần thục Thượng trí thuần thuộc Hạ ngu thuần thuộc Ngày xưa tôi còn học ở Đài Trung Thầy Lý nói với tôi rất nhiều lần Ông rất muốn học người hạ ngu Thượng trì học không được Muốn học hạ ngu Học mấy mươi năm cũng không giống Vì sao học không giống Không sửa đổi tập khí được Thầy lý đa tài đa nghệ Thầy học được rất nhiều Cầm kỳ thi họa Rất khó bỏ Chính là học hạ ngu Học không giống Như vậy chúng ta học Phật Trong mấy mươi năm này Tự bản thân trải qua chính mắt nhìn thấy chính tai nghe thấy đều không sai chút nào hai hạng người này thành tựu rất nhanh thành tựu vô cùng thù thắng Khiến người thường như chúng ta Bất luận là tại gia hay xuất gia Các bậc đại đức Hoàng dương nghiên cứu Về tân môn giáo môn Chủ trì chánh pháp Thật sự cũng không sao sánh bằng năm ba năm đã biết trước giờ chết, thân không tật bệnh, thân tâm mạnh khỏe, nói đi là đi, đoan tưởng hy hữu, đây là thật không phải giả là tận mắt nhìn thấy. Dùng họ để ấn chứng kinh Phật Thì trong kinh nói không sai Chúng ta học nhiều năm như vậy Đến thông tin cũng không có Sai sót là do đâu Kinh không sai Phật Bồ Tát không sai chiến vị tổ sư không sai sai ở chỗ chúng ta không buông bỏ vì sao không buông bỏ được tập kỷ chấm trứ quá nặng thời gian quá dài chữ buông bỏ chỉ là thỉnh thoảng nghe được Quân tập thời gian rất ngắn Có thể hình thành một động lực Nên khi lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần Thì khuyết điểm xuất hiện Chúng ta thường nói là Muốn khống chế Chiếm hữu nó Đây đều là tâm bệnh Nó liền phát tác Biết rất rõ buông bỏ là đúng Nhưng tự mình chưa làm chủ được cảnh giới trước mắt rõ ràng biết là không thể làm nhưng cố ý phạm nhưng trong đó nhân tố rất nhiều tôi cảm thấy nhân tố quan trọng nhất là chúng ta nhận thức đối với kinh giáo mà đức thế tôn nói chưa đủ chỉ nhận thức một chút bên ngoài chúng ta học tập ở bên ngoài tuyên giảng. Tuyên giảng không phải là nghĩa chân thật của Như Lai. Chúng ta chưa khai ngộ, đương nhiên phải nương vào chú dạy của các bậc tổ sư. Chú giải của tổ sư chúng ta cũng xem không hiểu Đó là ý của họ Có phải là ý của Phật Bồ Tát cha Phải xem chú giải của người này Họ đã thật buông bỏ hay chưa Nếu họ thật sự đối với Pháp Thế Xuất Thế gian Đều không chấp trước Họ là cảnh giới a la hán đương nhiên cao hơn chúng ta nhiều cảnh giới a la hán để giải nghĩa chân thật của như lai vẫn có cự ly rất lớn nếu người này là cảnh giới bồ tát rất gần với nghĩa chân thật của như lai nhưng vẫn có cự ly sai biệt trong kinh đại thừa Đức Phật dạy Việc này Quý Phật giữ Phật phương năng cựu cảnh Chỉ có thành Phật mới hoàn toàn thấu triệt Mới có thể từng tầng từng tầng nâng cao lên Đây là việc tốt Giống như lên cầu thang vậy Từng bậc từng bậc đi lên không ngừng nâng cao nâng cao lên chính là buông bỏ chúng ta lên tầng phải buông bỏ tầng thứ nhất mới có thể lên tầng thứ hai buông bỏ tầng thứ hai mới lên được tầng thứ ba chính là đạo lý này nếu khi ta đến tầng thứ nhất mà không nỡ buông bỏ thì sẽ dừng lại ở đó không lên được nữa thông thường chúng ta đưa ra đều là đưa ra những nét chính không nói tỉ mỉ quý vị nói buông bỏ chấp trước tiểu thừa từ sư quả hướng đến tứ quả a la hán là tám tầng lớp được tám tầng lầu trong kim hoa nghiêm nói hợp tín vị bồ tát là mười tầng lầu điều kiện của tầng thứ nhất là phải buông bỏ sáng mươi tám phẩm kiến hoạt của tam giới như vậy mới có thể vào được tầng thứ nhất mới nhập môn chúng ta mới biết rằng điều này rất khó chúng ta đã nhập môn hay chưa chưa nhập môn tám phẩm kiếm hoạt này Phật Bồ Tát vì dạy hàng phàm phu sơ học Mà đem nó quy nạp thành năm loại lớn Thứ nhất là thân kiến Thứ hai là biên kiến Thứ ba là giới thủ kiến Thứ tư là kiến thù kiến Thứ năm là tà kiến Phân thành năm loại lớn này Ta buông bỏ được bao nhiêu Đây gọi là học Phật Nếu buông bỏ hết năm loại lớn này Chúc mừng quý vị Quý vị là đệ tử chân thật của Đức Thế Tôn Quý vị không phải già dạ. Quý vị là thật vì sao Chúng ta đã vào được lớp mộ. Nếu tiểu thừa thì sơ quả tu đà hoàng Trong Đại Thừa Kinh Hoa Nghiêm thập Tín vị Bồ Tát Thì ta đã đạt được sơ tín dị Sơ tín vị Bồ Tát và tu đà hoàng Đoạn phiền nào là bình đẳng nhưng trí huệ không bình đẳng Sơ tính vị Bồ Tát so với Tu Đạo Hoàng Thì trí huệ cao hơn rất nhiều Còn công phu đoạn chứng thì bình đẳng Sơ tính Bồ Tát Chính là tiểu thừa tu đào hoàng Nhị quả hướng Chính là nhị tính dị Bồ Tát trong thập tính Nhị quả chính là tam tính Bồ Tát Tam quả hướng chính là tứ tính dị Bồ Tát Tam quả là ngũ tính Bồ Tát Tứ quả hướng là lục tính Bồ Tát Tứ quả là thất tính Bồ Tát Nên thất tính Bồ Tát ngăn bằng với tiểu thừa a la hán Điều này đối chiếu với Kinh Hoa Nghiêm sẽ rất rõ ràng Nếu không buông bỏ tầng ở dưới Thì không có cách nào đi tiếp lên trên Thất tính tương đương với a à la hán bát tính tương đương với Bích Chi Phật Cửu tính dị là Bồ Tát Hợp tính là Phật quả Mười Pháp giới Thất tính mới ra khỏi luân hồi lục đạo Thập tính chính là quả dị Phật trong mười Pháp giới Họ đã đoạn tận vô thị vô minh Vô thị vô minh là khởi tâm đồng niệm Trong biến pháp giới hư không giới Lục căng tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài Mà không khởi tâm không đồng niệm là được Họ đã vượt lên mười pháp giới Đã thành Phật Minh tâm kiến tánh kiến tánh thành Phật Lúc này đối với chân thật nghĩa của Như Lai Họ hoàn toàn thấu suốt Trong kinh hoa nghiêm chính là trên sơ trụ Sơ trụ Bồ Tát thì hiện trong mười Pháp giới Nếu có chúng sanh đáng dùng thân gì để được độ thoát Thì hiện thân đó vì họ mà thuyết Pháp Đáng dùng thân Phật để được độ Thì họ có thể hiện thân Phật 32 tượng tốt, 80 vẻ đẹp Hiện thân Bồ Tát Hiện thân trời và người Hiện thân súc sanh Hiện thân ngạ quỷ Hiện thân cây cỏ hoa lá Xuân hà đại địa Họ có thể hiện tất cả không chướng ngại ở đây nói là được đại tự tại chúng ta phải biết được đại tự tại là từ buông bỏ mà đạt được còn những lý luận trong kim giáo này không được lý luận có ưu điểm gì giúp chúng ta nhìn thấu nhìn thấu suốt mới chịu buông bỏ ưu điểm của kim giáo chính là điểm này Thật sự rõ ràng, minh bạch Thì sẽ thật sự buông bỏ Buông bỏ mới có thể khai ngộ Không buông bỏ thì không thể khai ngộ Trong bộ kinh này Đặc biệt giới thiệu cho chúng ta Thế giới Tây Phương cực lạc Y chẳng trang Giới thiệu nguồn gốc thế giới cực lạ Vì sao có thế giới cực lạ Bắt đầu giảng từ lịch sử Thế giới cực lạ vô cùng thù thẳng trang nghiêm Những trang nghiêm này từ đâu mà có Sau khi chúng ta đọc rồi Lại muốn hướng về và rất hâm mộ Tâm giảng sanh tịnh độ Tự nhiên sanh khởi Đây chính là công đức thù thắng Của bộ kinh này Đi như thế nào Buông bỏ là đi được Chỉ có buông bỏ Mới nhất tâm Hai tâm là chưa buông bỏ Nhất tâm là đã buông bỏ Nhất tâm một lòng chuyên niệm Quyết định được giảng sanh Nên câu nói này trong Kinh Pháp Hoa Ý nghĩa thì chúng ta ở trước đều đã học Câu quan trọng nhất chính là Duy chỉ có chư Phật mới có thể biết được Chính là câu này điều này chứng tỏ bồ tát pháp tạng không phải là bồ tát thường ngài là pháp thân bồ tát ngài là bồ tát đã đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh ngài là phật thật chứ không phải phật giả có phải tương tự phật phật trong mười pháp giới là tương tự lục tức phật mà trí giả đại sư nói có tương tự tức Phật Phật trong nhất chân Pháp giới Gọi là phần chứng tức Phật Ngài là thật Ngài không phải là giả Nhưng Ngài chưa viên mãn Vì sao chưa viên mãn Tập khí vô thị vô minh chưa đoạn tận Tập khí đoạn tận chính là viên mãn Gọi là diệu giác Phật quả Chứng được diệu giác là cao nhất Đây là vô thượng chánh đẳng chánh giác Trong cảnh giới này Cõi thật báo cũng không có Thật sự chứng minh rằng phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Cõi thật báo không còn Cõi thật báo không còn hiện ra cái gì Chính là Thường tịch quan Thường tịch quan tịnh độ trong tứ độ Trong thường tịch quan Tất cả hiện tượng đều không có Ngày nay chúng ta nói là hiện tượng tự nhiên Hiện tượng tinh thần Hiện tượng vật chất tất cả đều không có Nên lục căng của hàng phàm phu không duyên tới Nó không phải vật chất Nên nhãn nhĩ tỷ thiệt thân không duyên tới được không có cách nào biết được nó ở đâu Nó không phải tinh thần Nên để lục ý thức duyên không tới Nghĩa là thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám Không duyên tới được nó thật sự dính hằng không thay đổi Mãi mãi thanh tịnh Tuyệt đối không bị ô nhiễm suy không có gì cả nhưng thực tế mà nói thì nó không thiếu gì Có thể sanh ra dạng pháp Khi không có duyên thì không thấy gì hết Nhưng khi có duyên thì có thể sanh ra dạng pháp Nên dạng pháp là do duyên sanh Nó là nguyên nhân chân thật của tất cả dạng pháp Gặp ừ. duyên sẽ hiện tiền ừ. Duyên là gì? Ừ. Duyên là ý niệm của chúng sanh Chính ừ. là ý niệm ừ. Nên Đức Phật nói Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra Tâm tưởng là duyên Đặc biệt là ở trong mười Pháp giới Cõi thật báo không, không phải duyên sanh Nên thái gọi thái nó thái là thái nhất chân. chân Duyên là pháp sanh diệt Tành bất sanh bất diệt Cảnh giới trong cõi thật báo không, không, không có sanh diệt Nghĩa là không có hiện tượng sanh diệt Nó xuất hiện Nhưng trở về với thường tịch quan Thì nó không còn nữa Ngày nay thành tựu của các nhà khoa học trong kinh phật đã nói đến mức tối đa muốn lên cao hơn nữa thật không dễ vì họ dùng bát thức lục căng đức phật nói năng lực của lục căng mạnh nhất là đệ lục ý thức đệ lục ý thức ngày nay chúng ta gọi là tư tưởng tư tưởng không có biên giới trên thực tế nó vẫn có biên tị tư tưởng có thể duyên tới a lại gia Hồng quang thì dự Hồng quang vũ trụ Nó có thể duyên tới toàn thể vũ trụ Ngày nay hư không vật lý Đều phát triển theo phương hướng này Nghiên cứu toàn thể vũ trụ Nguồn gốc vũ trụ Và những điều bí mật trong vũ trụ phản diện của hồng quang với Di quang Di quang thế giới chính là lượng tử lực học ngày nay nó có thể duyên tự a lại già a lại già chính là hiện tượng tự nhiên hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất từ đâu mà có rốt cuộc là như thế nào bây giờ các nhà khoa học từ từ đã nhận thức rõ ràng nghiên cứu báo cáo của họ với những điều trong kinh đại thừa nói là giống nhau hoàn toàn tương đồng bản chất của vũ trụ chỉ có ba loại Ngoài ba loại này ra Thì không có gì cả Giống như ống dạng qua vậy Bên trong chỉ có ba loại giấy dụng màu sắc khác nhau Nhưng nó biến qua vô lượng vô biên Không cùng tận Mở ra nhìn ở trong chỉ là như vậy Ba loại này các nhà khoa học nói là Hiện tượng vật chất Tinh tức Là hiện tượng tinh thần Năng lượng Là hiện tượng tự nhiên chỉ có ba thứ này Ngoài ba thứ này ra thì không có gì nữa Vũ trụ do ba loại này biến hiện ra Trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng Công năng của đệ lục ý thức chỉ đến được đây Nó không duyên được tự tánh Trong kinh Đức Phật dạy nó không làm được minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ. vì sao vì nó không thể dùng tư tưởng phải buông bỏ tư tưởng để lục ý thức là phân biệt để thất thức là chập trứ a lại gia là năng lượng Đây là nguyên nhân vì sao các nhà khoa học không thể kiến tánh Điều này trong Kinh Phật nói rất rõ Chắc phải họ không thể kiện tánh Họ rất thông minh Họ phát hiện ra điều bí mật trong vũ trụ Với những thứ Đức Phật thấy được là giống nhau Nhưng cuối cùng họ không thể kiện tăng Chính là họ không biết những thứ này từ đâu đến hiện tượng vật chất từ đâu mà có thì họ không biết là ý niệm mà ý niệm là hiện tượng tinh thần hiện tượng tinh thần từ đâu mà có thì họ không biết cách nói của họ hiện tại là địa đạt nói thì không tệ nhưng không sao sanh ra có được Đây cũng là một vấn đề Vấn đề này không có đáp án Năng lượng giữa vũ trụ từ đâu mà có Những vấn đề này còn chưa thể giải quyết Các nhà khoa học nếu học tập đại thừa Nếu có thể tu thêm thiền định Thiền định chính là buông bỏ Như vậy thì chúc mừng Vì họ đã thành Phật Chiến đánh Trong Phật Pháp gọi là thành Phật Các nhà khoa học đã thành Phật Trong kinh Phật nói Những ý nghĩa này họ đều hiểu tuy hiểu nhưng họ không nói ra được điều này trong tông môn nói là hướng thượng nhất trước hướng thượng chính là minh tâm kiên tịnh nhất trước thì sao chỉ có người chứng được mới biết không có cách nào nói ra được cũng không cách nào dùng ngôn ngữ dùng phân biệt để nhận thức nó. Bên dưới đều là trong kinh Pháp Hòa nói: Chư Phật thế Tôn dùng linh chúng sanh khai Phật tri kiến Sự đắc thanh tịnh cố Xuất hiện ư thế Chúng sanh có cảm Phật liền quả ứng Đây là thù thẳng nhất trong cảm ứng Là người như thế nào? Người muốn làm Phật không muốn làm phật thì không cách nào khác họ có nguyện vọng lớn như vậy ý niệm muốn làm phật này gọi là tâm vô thượng bồ đề nên người phát tâm vô thượng bồ đề đức phật sẽ gia trì họ không phải người phát tâm vô thượng bồ đề đức phật đến cũng vô ích đức phật cũng đến nhưng không giảng pháp này cho họ giảng pháp này cũng vô dụng họ không hiểu người thật sự phát tâm này họ sẽ hiểu vì sao vì đó là những gì trong lòng họ hy vọng tìm cầu khai phật tri kiến khai là khai thị mở ra đức phật mở cánh cửa này ra để chúng ta nhìn thấy được cảnh giới mà như lai đã chứng cảnh giới này là gì kim pháp hoa là cảnh giới này kinh hoa nghiêm cũng là cảnh giới này kinh vô lượng thọ cũng thế mỗi chữ mỗi câu trong đó đều là tri kiến của phật Chúng ta thường nghe đến câu Phật độ người có duyên Đây là người có duyên thượng nhất Là thật sự phát bồ đề tâm Cả người này gọi là chúng sanh căng thuần thuộc căn của họ đã chín mùi Nên vừa nghe Phật khai thị họ liền ngộ nhập Đối với người căn tánh chưa thuần thuộc Đức Phật không nói Pháp này Vậy Ngài nói gì? Nói Pháp mà họ có thể tiếp nhận Họ hoàn toàn chưa buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì Ngài nói với họ điều gì? Nói với họ những điều trong luân hồi lục đạo Như thiện Pháp, ác Pháp những điều này là gì cảnh giới của kinh a hàm trong kinh a hàm nói rất nhiều về luân lý đạo đức nhân quả giúp chúng ta làm thế nào để không đọa vào ba đường ác vì chí nguyện của chúng ta ở đây không muốn rời xa luân hồi lục đạo muốn đời sau ở nơi nhân đạo có cuộc sống tốt hơn làm quan lớn hưởng phước báo lớn họ chỉ muốn những điều này muốn hưởng những lạc thụ của ngũ dục thất tình nhưng đức phật cũng có thể giúp chúng ta mãn nguyện ví dụ như người thế gian chính là tuyệt đại đa số bất kể là người nước nào dân tộc nào hay tôn giáo nào họ có muốn phát tài hay không đều muốn muốn thông minh trí huệ hay không rất muốn có muốn mạnh khỏe trường thọ không mỗi người đều muốn không có ai không muốn Đức Phật nói ba loại này là quả báo Có quả nhất định quả nhân Tư nhân có thể đạt được quả báo Nhân là gì? Là bổ thí Nên Đức Phật dạy chúng ta tu tài bổ thí Mục đích là gì? Được tài phú Diệp tướng nhưng việc tốt sẽ biến thành việc xấu Người xưa hay nói Quả phước nương nhau Trong phước có quả Hưởng phước phải làm sao để tránh quả này Chính là vậy chúng ta Càng có của thì phải càng bố thí Càng bố thí thì càng nhiều Càng nhiều thì càng phải bố thí Chỉ cần chịu bố thí ra bên ngoài Sẽ không có quả Giống như nước vậy Bên này chảy vào bên kia chảy ra Nó là nước sống Là lưu động chứ không phải trôi nổi vì thủy tai Nếu nó động lại chỉ vào mà không ra Được rồi nó sẽ đầy Như vậy thủy tai đà điểm Nên vậy chúng ta bố thí Càng thí càng nhiều Càng nhiều thì càng thí Nhất định không nên giữ lại Nếu muốn được thông minh trí huệ Thì tu pháp bố thí Cũng chính là càng thí càng nhiều Đối với Phật Pháp không nên keo kiệt Keo kiệt với Phật Pháp Lập tức xảy ra sự cố Tiếc của không muốn chia sẻ Phật Pháp Quả báo là ba đường á à, Hiện tại ta đang hưởng phước Nhưng khi phước hưởng hết thì đi về đâu Đi vào ba đường á à. Nếu không keo kiệt Càng nhiều càng thí Tương lai nếu không gặp được Pháp môn tu tập Thì cũng được sanh thiên Gặp được pháp môn tu tập Sẽ đến thế giới cực lạ Sẽ được thành Phật Đây là Phật dạy người thường như chúng ta Người thường như chúng ta Tâm lượng chỉ lớn như vậy thôi Chỉ có một nguyện vọng như vậy Đức Phật sẽ cho chúng ta mãn nguyện Vô quỷ bố thị được mạnh khỏe trường thọ mạnh khỏe trường thọ cũng không thể keo kiệt keo kiệt sẽ bị giảm phước chúng ta có một thân thể mạnh khỏe trường thọ phải nên nhớ luôn luôn giúp cho những chúng sanh khổ nạn như vậy càng mạnh khỏe càng trường thọ vì sao lúc này chúng ta rất hữu dụng có thể giúp đỡ nhiều người nếu nói trường thọ thì khi già sẽ hưởng phước phước hưởng hết lại ngục lặng trong luân hồi lục đạo đối với công việc trong xã hội khi đến tuổi nghỉ hưu sau khi nghỉ hưu thân thể vẫn còn rất tốt thế gian này không ít đoàn thể từ thiện đoàn thể tôn giáo ở trong đó làm việc thiện không có hạn chế tuổi tác càng làm thân thể càng tốt thân thể là một bộ cơ khí cơ khí phải hoạt động mấy của nó mới chạy êm Cơ khi nếu không hoạt động nó sẽ bị xét trĩ Thời gian dài không hoạt động nó sẽ hư Đức Phật dạy chúng ta là Tâm phải tịnh nhưng thân phải động Tâm Tốt nhất là chú tâm một chỗ Phải đơn thuần thanh tịnh Không nhìn trước nhưng thân phải động. Quý vị xem người ở thế gian này muốn ba việc, Đức Phật nói rõ ràng biết bao minh bạch biết bao. Trong số mạng con người có người quá phước có quý là từ đâu mà có? Trong quá khứ tu được. trong quá khứ không có nhưng gặp được phật pháp đã hiểu thì ra sự việc là như vậy đời này tôi nỗ lực tu để bù đắp được chăng được tu để bù đắp thì của cải tôi đạt được không phải tự mình hưởng thụ mà cung cấp cho mọi người trong xã hội tôi được thông minh trí huệ cũng không phải vì chính mình vì giải quyết khó khăn cho chúng sanh đau khổ tôi mạnh khỏe trường thọ không phải vì chính mình là vì có càng nhiều thời gian càng nhiều cơ duyên để phục vụ chúng sanh chính là như vậy chư phật bồ tát lịch đại tổ sư đã làm gương cho chúng ta noi theo chúng ta cần phải lãnh hội được Triển hiện ra rất nhiều trường hợp Vì sao? Quan cảnh không giống nhau Thời tiết nhân duyên bất đồng Chúng ta nên học trường hợp nào Học nên lấy điều nào làm điển hình Đây gọi là Phật Pháp à, Thật thực hành tình. Thật phát tâm Không có tự tư tự, tự lợi Không Mày. có thị phi nhân ngã à, Lấy tâm thanh tịnh bình đẳng bình đẳng đối đại với tất cả chúng sanh tất cả chúng sanh vốn là phật chỉ là hiện tại mê hoặc nguyện vọng của phật cũng chính là nguyện vọng của tất cả chư phật là muốn tất cả chúng sanh khai tri kiến phật để được thanh tịnh Trở về với tâm thanh tịnh Trở về với thân thanh tịnh Trở về với nghiệp thanh tịnh Thì quả báo sẽ thanh tịnh Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Đã thị hiện như thế Chúng ta cần phải học chúng ta có thể học tập các ngài các ngài sẽ biết chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tá thông tin này trong từng sắc na hiển lộ ra bên ngoài nó hiển lộ tốc độ rất nhanh tất cả chư phật như lai trong biến pháp giới hư không giới đều nhận được đồng tân đồng nguyện đồng đức đồng hạnh với các ngài các ngài có thể không gia trì chúng ta sao chắc chắn là đạo lý này được tam bảo gia trì phật sự này là Tự lợi lợi tha nên rất thuận lợi nếu chúng ta gặp trắc trở thì phải làm sao trắc trở cũng là giá trị giá trị điều gì tiêu trừ nghiệp dưỡng tâm trắng Hành chánh Vì chúng sanh chứ không vì mình Còn có rất nhiều khó khăn trắc trở Mà ta có ý cũng không ngờ tới Toàn là tiêu nghiệp chướng sau khi nghiệp dưỡng tiêu trừ Thì tất cả đều thuận lợi Những điều này Là 60 năm trước Chuyên gia đại sư dạy cho tôi Đại sư giảng cho tôi một đề một là Cửa Phật có cầu tức có ứng Ngài nói với tôi đạo lý này Nói với tôi những cảnh giới hiện tiền khác nhau Không có cảnh giới nào không giá trị trong thuận cảnh nếu chúng ta sanh tâm tham luyện thì chướng ngại sẽ đến đó là nghiệp chướng nghiệp chướng hiện hữu nghiệp cảnh thì ác duyên tâm sân nhuệ sanh khởi nghiệp chướng cũng hiển tiện cần phải trong thuận cảnh nghịch cảnh thuận duyên ác duyên được thanh tịnh như vậy là đúng chúng ta ở trong đó được tâm thanh tịnh được tâm bình đẳng cảnh giới tự nhiên được nâng cao Câu thứ hai Dục thị chúng sanh Phật chi tri kiện cổ Xuất hiện ư thế Ở sau mỗi câu đều có xuất hiện ư thế Chư Phật Bồ Tát đến thế gian để làm gì? Thì nghĩa là làm như vậy Khai là triển khai để hòa thấy Thấy rồi thì thế nào Không hiểu à, Triển khai, khai kinh hoa nghiêm Đây là khai để Triển khai, khai kinh vô lượng thọ Là khai Nhưng không hiểu à, Đức Phật Phải chỉ ra Thị là chỉ thị nói với mọi người để họ nhận thức giống như chúng ta đến diện bảo tàng để tham quan cửa diện bảo tàng mở chúng ta bước vào khắp nơi đều là vật trân bảo nhưng không biết được giá trị của nó nhân viên trong diện bảo tàng hướng dẫn cho chúng ta từng vật từng vật đều giảng giải cho chúng ta rõ ràng Họ không giảng giải cho chúng ta Thì ta không biết gì cả Đặc biệt là đối với những văn vật cổ xưa Đây là những vật trân quỷ nhất Mà sắc thì sao Đồng hư sắc dụng Cho chúng ta cũng không cần Chúng ta sẽ không thích Nhưng nó là vật có giá trị nhất là vật bảo vô giá một số người không biết được giá trị chúng ta thích điều gì thích những bảo khí của thời đại minh thanh những thứ đó rất đẹp thật ra nó không có giá trị đó là tác phẩm nghệ thuật của nhân công rất nhiều đây là vật mấy ngàn năm Mấy dạng năm của thời cổ đại lưu lạc Đó là vật trên thế giới chỉ có một Có tìm cũng không có cái thứ hai Nhưng người không biết giá trị Họ lại đem những thứ đồng hư sắc dụng vứt đi Coi nó như rác vậy Các ngài chỉ thị cho tất cả chúng sanh Thì ở đây Chính là phải làm gương nói cho họ nghe họ không tin nhưng làm cho họ thấy họ sẽ tin tưởng đơn giản nhất chính là ăn chay ăn chay rất tốt tôi khuyên họ ăn chay đó chính là làm khó họ vì họ không làm được Không có thịt cá Họ ăn không no Nhưng họ lại hy vọng thân thể mạnh khỏe Tôi nhiều năm như vậy Tham gia mười mấy lần hội nghị Hòa bình thế giới của Liên Hiệp Quốc trong hội nghị Một hiện tượng đặc thù nhất Chính là Các người bạn trong hội Đều tìm tôi nói chuyện Hỏi tôi về đạo dưỡng sanh Làm sao để bảo dưỡng Tôi tham gia hội nghị này Là sau 75 tuổi Tuổi tác như vậy Trong hội nghị hầu như rất ít Không phải không có Cũng có nhưng rất ít Thông thường thì tuổi tác đều khoảng 4-50 tuổi Không qua 60 tuổi Chúng tôi ngồi lại với nhau Tinh thần sung mãn Không có bền tật Gặp chúng tôi Họ cảm thấy chúng tôi vô cùng hoan hỷ Không có bất cứ việc ưu phiền nào Rất an vui Đem đến cho họ cảm tình tốt đẹp Làm sao để bảo dưỡng thân thể Rất đơn giản một mặt là tâm thanh tịnh, mặt khác là ăn chay. Tôi nói với họ hai việc này. Hạnh phúc an vui. Người xưa nói có người gặp chuyện vui thì tinh thần sáng khoái. Sáu căn chúng ta tiếp xúc toàn là chuyện vui, không có lo lắng, không có phiền não đối với người không tranh giành đối với thế gian không mong cầu như vậy quan hệ giữa người với người sẽ rất tốt những thứ họ cần tôi không cần tôi cần họ cũng không cần nên hai người chúng ta sống với nhau rất tốt anh cần danh tôi không cần anh cần tiền tôi không cần nên những thứ anh cần tôi đều không cần tôi cần thanh tịnh vô dụng anh không cần tôi thích mỗi ngày đọc kinh thì anh không thích nên chúng ta không có xung đột không có xung đột vì bất cứ ai không xung đột chính là bạn tốt làm như vậy để mọi người xem người khác sẽ tin tưởng mấy tháng trước tôi đến Indonesia đặc biệt nhớ đến tổng thống tiền nhiệm ngọa hì đức giao tình của chúng tôi rất tốt ông ta đã qua đời tôi đến tứ thủy quê ông Và đi phần mộ thăm ông ta Từ Nhã Ca Đạt bay đến Tứ Thủy Từ Tứ Thủy ngồi xe Đường xa cũng coi là không tệ Với hai phiêu của chúng ta thì đường này cũng gần như vậy Đi và về hơn 5 tiếng Thân thể vẫn khỏe Tôi thấy những người tuổi tác ít nhất cũng nhỏ hơn tôi 10 tuổi Họ không được như tôi Phật pháp nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh. Trong lòng có nhân, có nghĩa sẽ không thấy mệt nhọc. Mấy năm trước tôi ở Bắc Kinh Trở về An quỳ lâu dài Tôi chọn cách đi xe Trước khi rời Bắc Kinh đã đi một dòng Ở Tam Hoàng Bắc Kinh Trên đường đi tôi niệm Phật Để hồi hướng cho địa thần của Trung Quốc Hy vọng nơi này không có thiên tai Một ngày tôi ngồi xe 15 tiếng Người khác đều cho rằng rất mệt mỏi Nhưng tôi rất an vui có được cơ hội này Vì sơn hà đại địa của tổ quốc Mà cầu nguyện Hy vọng mảnh đất này Không gặp thiên tai Tôi nói với những người đồng hành trên xe Kể cả tài xế cũng đều niệm Phật Tôi nói chúng ta ở trên xe này Chính là đạo tràng Trong xe có để một tượng Phật Tôi nói ngày nay chúng ta làm Phật sự Chúng ta làm Pháp hội cầu phứ tiêu tai giải nạn Tôi dẫn theo mọi người đi suốt 15 tiếng Trên đường đi chỉ nghỉ hai lần khi ăn cơm Không nghĩ đến chính mình ta sẽ không biết mệt. Nếu nghĩ đến mình đi đường xa xôi, ta sẽ rất mệt. Trong lòng chúng tôi chỉ có đất nước tổ quốc và vô lượng vô biên chúng sanh có mặt hay khuất mặt. Có cơ duyên thấy Phật nghe Pháp Cùng với câu Phật hiệu này Cổ nhân nói rất nhiều và nói rất hay Nhất liệt nhĩ căn Vĩnh di đạo trùng Bình thường không có cơ hội nghe được Chúng tôi niệm Phật trên xe này Trên đường Chỉ có một lần kẹt xe Khoảng nửa tiếng Ngoài ra trên đường lưu thông Không có gì trở ngại Bây giờ đường cao tốc ở Trung Quốc Làm rất đẹp Nên học Phật tốt nhất là quên mình Đừng nghĩ về mình Thì không có việc gì cả Khi nghĩ về mình thì phiền phức gì cũng có Như vậy thì cần gì phải nghĩ đến mình Câu thứ ba Dục linh chúng sanh ngộ Phật tri kiến cổ xuất hiện ư thị cuốn sách này của chúng ta có chữ đạo nhập vật tri kiến đạo như vậy nên thêm chữ nhập vật tri kiến kiến đạo cô hoặc là ngộ đạo cô Họ có ngộ đây là nhập Chư Phật Bồ Tát chỉ có khai thị cho chúng ta Còn hai chữ ngộ nhập là chuyện xung quanh chúng sanh như chúng ta Đức Phật khai ngộ cho chúng ta Chúng ta có khai ngộ chăng? Có thể ngộ Nhưng không thể nhập Đây gọi là giải ngộ Là đã thấu hiểu Như vậy cũng rất khó được Đương nhiên Đức Phật hy vọng chúng ta có thể chứng nhập Nhập chính là chứng được Là khế nhập cảnh giới này Nhập cảnh giới của Phật nhập phật trì kiện chính là nhập vào cảnh giới của phật cảnh giới này là cảnh giới trong kinh pháp hoa cảnh giới trong kinh hoa nghiêm đã khế nhập đương nhiên người có thể nhập vào cảnh giới này không nhiều trình độ thấp nhất là Duyên giáo sư trú Bồ Tát là đã nhập cảnh giới Tôi nói với quý vị Trong tứ thánh Pháp giới Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật Các ngài là đã ngộ tri kiến Phật nhưng chưa nhập Nhập tức là đã thành Phật Đức Phật hy vọng tất cả chúng sanh sớm ngày thành Phật Tức là diễn diễn thoát ly mười Pháp giới Đây là tâm của Phật Ở trước chúng ta đã học Đức Phật a di đà cũng như vậy Tất cả chư Phật như lai không ai không như vậy cả Mong muốn tất cả chúng sanh đều thành Phật Câu này rất quan trọng Đức Phật hy vọng chúng ta sớm ngày thành Phật Chúng ta cùng nhau học bộ kinh này Bộ kinh này là khai thị của Như Lai Mặc dù chúng ta không thể chứng nhận Nhưng ít nhất cũng phải ngộ Những lời này của Đức Phật chúng ta hiểu Tiếp đó là phải thực hành Thực hành như thế nào? Buông bỏ dạng duyên Phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm đây chính là thực hành suốt đời này tôi chỉ có một việc tôi đến thế gian này đích thực chính là vì việc này niệm a di đà phật ngoài việc này còn những việc khác đều không phải là việc tôi cần làm Cầu a di đà Phật này Có thể giải quyết chuyện từ vô lượng kiếp đến nay giúp tôi Đời đời kiếp kiếp Không thể giải quyết Là luân hồi lục đạo Như vậy về vấn đề này đã được giải quyết Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Không phải đã nhập tri kiến Phật rồi sao khi giáng sanh Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn chúng ta. Phật đến tiếp dẫn, đầu tiên là ánh sáng của Phật chiếu đến. Ánh sáng của Phật gia trì chúng ta để công phu của chúng ta nâng cao thêm gấp bội. Hoàn toàn không có công phu thì sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Tất cả đều chưa buông bỏ Nên khi lâm chung cần phải buông bỏ hết Khi lâm chung mà không buông bỏ được Thì thế giới Tây Phương Cực là không có phần của ta Dù có nhiều người hơn nữa giúp ta trợ niệm Nhưng ta không chịu đi Vẫn còn lưu luyện Như vậy thì vẫn phải luân hồi trong lục đạo nếu như cơ hội đời này đã mất đi điều này không thể không biết nên lúc lâm chung nên buông bỏ Lâm chung là lúc khó khăn nhất Bình thường cần phải luyện tập Luyện bằng cách nào? Mỗi buổi tối trước lúc ngủ nên khoảng tưởng Quán tưởng điều gì? Tôi bây giờ ngủ trên giường liền được giảng sanh Tôi còn có điều gì chưa buông được Cái gì cũng không đem theo được Thân thể cũng không đem theo được mỗi buổi tối đều quán tưởng như vậy tập thành một thói quen đến lúc lâm chung nhất định có hiệu quả không có gì có thể đem theo được tài sản không mang theo được Quyền thế địa vị cũng không mang theo được, danh danh lợi dưỡng và thân tình đều không mang theo được. Trong tâm cần phải hiểu rõ những thứ ta lưu luyến này đều gọi là vọng tưởng. nếu ta có thể quán tưởng quán tưởng là thật ta có thể mang theo như vậy chứ theo tình theo lý còn có thể tha thứ nghĩ cũng vô dụng như vậy cần gì phải nghĩ từng giờ từng phút nghĩ rằng đức phật định tiếp dẫn tôi tôi đã giảng sanh tất cả mọi thứ trên thế gian này không nghe không hỏi Không liên quan gì đến tôi Đến thế giới Tây Phương cực lạc rồi Cần cái gì có cái đó Không cần bận tâm lo lắng Ở trên thế gian này Bất cứ điều tốt nào Ta cũng không mang theo được Thứ xấu nhất nơi thế giới Tây Phương cực lạc Cũng tốt hơn ở đây Không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần Nên thế giới cực lạc thật sự Rất quyến rũ người khác Kinh nên đọc nhiều Không nên nghĩ ngợi lung tung Không đọc kinh sẽ nghĩ này nghĩ nọ Điều này đối với chúng ta chứa ngại rất lớn Nên không thể không niệm Không thể không nghe Nghe càng nhiều càng tốt Kiên định lòng tin của chính mình Kiên định tâm nguyện của chính mình Cũng giúp ta thật sự nhìn thấu và buông bỏ Giọng niệm nhiều Không dừng được Đọc kinh và nghe kinh có thể dừng giọng niệm Nếu nghe kinh và đọc kinh vẫn không được vọng niệm vẫn còn nhiều như vậy cũng đừng lo lắng chỉ cần ta kiên nhẫn nỗ lực nghe kinh chuyên năng đọc từng chữ từng chữ hai ba năm vọng niệm tự nhiên giảm ít vọng niệm giảm ít chứng minh trình độ chúng ta có lợi ích như vậy từ từ có thể khế nhập cảnh giới Không nên sợ hãi rằng hình như tôi không đọc kinh thì giọng niệm ít. Sau mỗi lần tôi đọc kinh giọng niệm lại càng nhiều. Tôi tin rằng có không ít người có hiện tượng này. Đây không phải là lúc không đọc kinh mới không có giọng niệm. Khi không đọc kinh ta không biết chính mình có giọng tượng. Bây giờ đọc kinh phát hiện giọng niệm. Không phải đọc kinh mới có Không phải nghe kinh mới có Không phải Dụng nó đã nhiều như vậy mà ta không phát hiện Đến khi yên tĩnh thì đột nhiên phát hiện Điều này không nên sợ hãi Đây là hiện tượng bình thường Điều quan trọng nhất bây giờ Là làm sao giảm nhẹ giọng niệm này Chúng ta phải dùng phương pháp Khi tôi mới học Phật Người ta bảo tôi niệm Phật Tôi cũng không dừng được dòng niệm Mà dòng niệm rất nhiều Bảo tôi ngồi thiền Dòng niệm càng nhiều Chỉ có một phương pháp là phát tâm giảng kinh khi mới học giảng một tiếng phải chuẩn bị 40 mươi tiếng mới có thể giảng một tiếng khi chuẩn bị cũng rất siêng năng Từ từ sẽ có tiến bộ Sau nửa năm Tôi tiến bộ rất nhanh Tôi giảng một tiếng Thì thời gian chuẩn bị khoảng hai tiếng là đủ Từ 40 tiếng đồng hồ biến thành hai tiếng Chỉ trong vòng thời gian nửa năm Một năm sau tôi giảng kinh một tiếng thì thời gian chuẩn bị khoảng một tiếng là đủ Về sau tiến bộ rất nhanh về sau chuẩn bị 8 tiếng kinh văn Có thể giảng một tuần Ngày càng tự tại Nhưng trong tình hình này không thể buông thả Mỗi ngày tôi còn phải dùng rất nhiều thời gian đọc kinh Đọc kinh gì? Đọc các chú giải khác nhau của các tổ sư về bộ kinh này Tôi học kinh Lăng Nghiêm Đồng thời xem bốn loại chú giải khác nhau Chủ yếu là tham khảo tài liệu Trên bàn còn có mười mấy loại Tôi học bộ kinh này đã tìm được hơn 20 loại chú giải Trong hơn 20 loại đó tôi chọn 4 loại Trong 4 loại đó chọn lại một bản làm chủ yếu Còn 3 loại quan trọng khác làm tư liệu tham khảo Nếu còn thời gian tôi đọc Không có thời gian thì thôi Có sự chuẩn bị như vậy Đi nghe thầy giảng kinh sẽ thấy khác nhiều Nghe giảng kinh cần có chuẩn bị Đoán kinh này thầy giảng Ưu điểm của nó Là ở chỗ nào chỗ nào không giống với cổ nhân chú giải của cổ nhân thời đại khác nhau nên chúng ta biết những giải thích này của họ là đối với đương đại đương nhiên cũng nghĩ đến đời sau xem nhiều chú giải có thể hiểu được tư tưởng học Phật của mỗi thời đại, hiểu được trình độ học Phật của con người trong mỗi triều đại, có thể thấy được điều đó, người đời sau đều tham khảo chú giải của người đi trước. Và từ từ ta cũng có năng lực Đối phó với người hiện tại Cổ nhân có cầu Rút ra những tinh hoa mới Từ nền văn hóa cũ Từ nền cơ sở cũ Mà có ra phát minh mới Như chúng ta ngày nay khoa học cung cấp cho chúng ta rất nhiều những tư liệu mới để chúng ta giải thích những vấn đề lớn trong kinh phật phẩm hoa tạng thế giới và phẩm thế giới thành tựu trong kinh hoa nghiêm nói chính là vấn đề hiện nay các nhà vật lý học đang thảo luận về thông quan vũ trụ Họ đã giúp chúng ta lý giải được Các nhà lượng tử lực học Giúp chúng ta giải thích nguồn gốc của vũ trụ Nguồn gốc của sinh mạng Và nguồn gốc của dạng pháp Trong kinh Phật nói Di trần thế giới Giới khoa học còn chưa phát hiện về sự ưu diệt tuyệt luân đoạn sau của kinh văn là chú giải của hoàng niệm tổ chư phật duy nhất vì một đại sự nhân duyên là khái thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật mà xuất hiện ở thế gian. Chư Phật như lai cũng như vậy. Bồ tát thanh văn xuất hiện ở thế gian cũng như thế. Phật chi khái thị, tức thị Phật chi tri, tri kiến. Cố duy hữu chư Phật Nải năng như thật tri chi Lời này là thật Đây chính là câu trong khai kinh kệ Nguyện giả như lai chân thật nghĩa Ai có thể giả như lai chân thật nghĩa Duy chỉ có chư Phật Chúng ta chưa nhập vào cảnh giới này Làm sao biết chân thật nghĩa Bồ Tát được pháp thân bồ tát thanh văn duyên giá chư vị tổ sư trong đó chúng sanh có phước thì chư phật như lai sẽ ứng qua đến thân thế của các ngài không nói ra Nên chúng ta không biết Cứ cho rằng các ngài là phàm phu Nhưng thật sự là Như Lai Tái Sanh Ẩn quan Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát Của Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Tái Sanh Là thật không phải giả dạ. Chúng ta quan sát tỉ mỉ Hành nghi một đời của Ấn Quang Đại Sư xem Có giống quá thân Bồ Tát Đại Thế Chí hay không? Chúng ta càng xem càng thấy giống Quý vị nói Ngài Liên Trì và Ngài Ngậu Ích Không phải Phật và Pháp Thân Bồ Tát Tái Sanh Thì áo nghĩa trong kinh luận Sẽ không thể nói ra được Chư Phật Bồ Tát ở khắp mọi nơi Chúng sanh có cảm các ngài liền có ứng Bây giờ chúng sanh cũng có cảm Chỉ cần chúng sanh có ý niệm Các ngài liền qua ứng Hiện nay ý niệm của chúng sanh đã sai Trái với tự tâm Chúng sanh bây giờ đều là tự tư tự lợi Đeo đuổi danh văn lợi dưỡng Thất tình ngũ dục Không có chánh niệm Họ cũng có cảm Nhưng cảm được điều gì? Cảm được yêu ma quỷ quay Yêu ma quỷ quay làm bạn với họ Yêu ma quỷ quay gia trì họ Như Nhưng vậy Phật Pháp Chánh Pháp còn có hy vọng chăng <laughs> Có hy vọng Cổ Đức Thương nói Ta không thắng chăng Vì sao Ta trí ta kiến chẳng cảm được đều là thiên tai hiện nay thiên tai trên địa cầu ngày càng nhiều các nhà khoa học cũng đưa ra cảnh cáo rất nghiêm trọng hiện tại từ cực của quả địa cầu xuất hiện biến hòa. ba bốn mươi năm gần đây trên lệch năm độ nền khí hậu trên địa cầu phát sinh biến hóa nghiêm trọng các nhà khoa học cảnh cáo chúng ta bắt đầu từ năm nay thời, thời gian của mùa xuân rất ngắn thời gian của mùa đông với mùa hè rất dài mùa đông rất lạnh mùa hè rất nóng sự biến hóa này đối với nhân loại mà nó là một sự uy hiếp nghiêm trọng vì sao bởi sau khi biến hóa thì vật phẩm sang biển hóa lương thực chủ yếu nhất cũng không tròn được lương thực phần lớn là bị giảm sút như vậy con người phải làm sao nên giới khoa học đưa ra nguy cơ về lương thực đến lúc không có gì để ăn Dùng đất lạnh trở thành ấm Nên động thực vật chịu thời tiết lạnh Không thể sanh tồn Dùng đất nóng Dùng khí hậu rất nóng Bây giờ nó trở thành lạnh Như vậy động thực vật miền nhiệt đới Cũng không thể sanh tồn Nên rất nhiều động thực vật Sẽ bị tuyệt chủng Đây là hiện tượng vô cùng đáng sợ Thêm nữa chính là độc bệnh bệnh Độc bệnh là từ ý niệm biến hiện ra. Ý niệm bất thiện tạo thành độc bệnh. Những độc bệnh này có phòng ngừa cũng như không. Ngày nay chúng ta gọi là bệnh truyền nhiễm. nó sẽ đoạt đi rất nhiều sinh mạng của con người các nhà khoa học biết mà không có cách nào giải quyết ông bố lai đăng người mỹ nói rất hay ông ta nói không tệ hy vọng người sống trên địa cầu biết giác ngộ Biết phản tỉnh Thật sự có thể bỏ ác à, hướng thiện Cải ta quy chặt Đoan chặt tâm niệm Như vậy sẽ được cứu Lời nói này chúng tôi thừa nhận Là hoàn toàn tương đồng với đạo lý Trong kinh Phật nói Nếu không chịu quay đầu Thì phiền phức rất lớn Vẫn sống tự tư tự lợi Vẫn bị tham sân si mạng trói buộc Khởi tâm đồng niệm vẫn là tổn người lợi mình Như vậy thì thiên tai không có cách nào tránh khỏi Mà thiên tai ngay ở trước mắt chúng ta Dự ngôn cổ xưa của dân tộc Mã Nha Ở Trung Mỹ Châu nói Năm 2012 là Đại Thiên Tài Năm nay là 2011 rồi Sang năm sẽ đến Thời cổ đại khoa học của họ rất phát đạt Khi chưa có máy móc tin gì Họ đối với sự vận động của tinh cầu trên hư không Hiểu rõ như lòng bàn tay Suy à, tính, tính của mấy ngàn năm trước Xuân tính rất chuộng xa Không hề sai chút nào Ngày 21 tháng 12 Năm 2012 Là Ngân Hà đổi đầu Đây là một hiện tượng thiên văn nghĩa là đúng, trung tâm của đúng, ngân đúng, hà là một động tối điều này các nhà khoa học đã chứng minh sức hút của nó rất lớn ánh sáng cũng không tránh khỏi Để bị nó hút vào ngày này chính động đen này và Thái Dương Địa Cầu xếp thành một đường thẳng. Tin à, hình này khoảng hơn 5 dạng năm mới có một lần. Đời này chúng ta đã gặp phải. Với khoa học đối với việc này, có một nửa tin, nhưng có một nửa không tin tưởng. Chỉ sợ là Lực dẫn của động đen này quá lớn Dẫn đến Thái Dương Dông Tổ Dông Tổ Thái Dương thời cổ đại gọi là đốm đen trên mặt trận Nếu Dông Tổ Thái Dương quá lớn Như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng địa cầu sợ nhất là nó dẫn đến sóng thần cho địa cầu lực dẫn của nó có thể làm cho nước biển của địa cầu này lập tức dâng cao chỉ sợ điều này nếu nước biển lập tức dâng lên dâng lên mấy trăm mét như vậy thì phiền phức rất lớn Thứ hai là Sợ lực dẫn này Dẫn đến núi lửa bộc phát Như vậy là đem đến đại thiên tài cho nhân loại Điều này cũng rất có khả năng Điều này tôi nhớ hình như là Bốn năm mươi năm trước các nhà khoa học đã đưa ra cảnh báo Ở bờ mạng phía tây của Phi Châu Có dài hoàng đảo Tên gì tôi không nhớ những hòn đảo này là núi lửa sống Tính toán nếu núi lửa này bộc phá Sẽ dẫn khởi 600 mét sóng thần Quý vị thử nghĩ xem Nước biển dâng cao 600 mét Mà không đáng sợ sao Một ngọn sóng lớn như vậy Từ bờ Tây của Phi Châu Đẩy đến bờ đông của nước Mỹ Nghĩa là thông qua Đại Tây Dương Cần 8 tiếng đồng hồ 8 tiếng nó sẽ giảm nhẹ dần trên đường đi Dự định thấp nhất là giảm 1 phần 10 Sóng biển đó đến Mỹ chỉ còn một phần mười Một phần mười là còn sáu mươi mét Sóng thần lớn như vậy khi đến bờ đông của nước Mỹ Như vậy thì sẽ quỷ diệt tất cả Lần trước ở Đồ Văn Ba có một trận mưa Thị trưởng nói với tôi Nước mưa ứ lại trên đường đến mấy tấc Chưa đến 10 phút Đã dâng cao 2 mét Nên rất nhiều người chạy cũng không chạy kỳ Tôi nghe nói bị nước cuốn đi hơn 30 người Còn có một số mất tích Chỉ là đột nhiên như vậy Sau một tiếng đồng hồ thì nước đã hạ Không còn nữa Vì sao? Đây là dùng núi cao nên nó rút hết đây là hiện tượng rất đáng sợ cho những cư dân trú ở vùng duyên hải trên mạng cũng có đưa tin các nhà khoa học đưa tin về công viên hoàng thạch của nước mỹ công viên này ở bờ tây công viên hoàng thạch là núi lửa sống chúng tôi đã đi qua nơi này nhưng không biết được vấn đề nghiêm trọng như vậy Chúng tôi chỉ biết Dưới đất có nguồn nước rất nóng Nước nóng phun lên nếu trúng da sẽ bị phỏng Cho nên điều này có cảnh cáo với khách đi tham quan du lịch Nhất định không được đến gần Chỉ đứng xa để nhìn Đây có thể là một núi lửa lớn nhất trên thế giới Tôi nhìn thấy báo cáo khoa học Nếu núi lửa này bộc phá miệng núi lửa lớn bao nhiêu? Rộng 35 dặm anh Không phải là km Rộng 35 dặm anh Dài 45 dặm anh Điều này quả thật đáng sợ Quý vị nghĩ xem nham thạch của núi lửa này chảy ra bao nhiêu? Các nhà khoa học dự tính nếu núi lửa này bộc phát thì 2 phần 3 của nước Mỹ sẽ không còn. Nó ảnh hưởng đến 1.000 km. Công viên Hoàng Thạch Nếu kéo dài về phía đông Đến bờ biển đông của Mỹ Có khoảng 1.500 km đến 2.000 km Có cự lý dài như vậy Nên người Mỹ dự định Hai phần ba của nước Mỹ Sẽ chịu ảnh hưởng tai hại nghiêm trọng này Đây đều là rất có thể phát sanh Toàn thế giới Kể cả núi lửa dưới đáy biển rất nhiều Ngọn đạo ở nữ Tây Lan Ở vùng núi lửa đại thiên tai địa cầu sẽ không tan biến đi nhưng sinh vật trên địa cầu sẽ chịu thiệt hại nghiêm trọng những báo cáo của giới khoa học đều ngay trước mắt chúng ta đối với người tu tập như chúng ta mà nói thì đây không phải là việc sống mà để chúng ta đề cao cảnh giác nhanh chóng phát tâm để số ngày đến tây phương cực lạc di dân đến đó thời gian còn đủ hai năm là đủ quan niệm tụ sau khi chú giải bộ kinh này thành công liền nhất tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ sáu tháng trước khi giảng sanh mỗi ngày niệm mười bốn dạng câu phật hiệu Giảng duyên buông bỏ sáu tháng là giảng sanh ông có thể làm được thì chúng ta mỗi người đều có thể làm được nên chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý Đối với thế gian này Không nên có bất cứ tham luyến nào Cần phải xuyên năng thật thà tu tập Đem pháp môn tu tập của mình Giới thiệu cho những chúng sanh có duyên Như vậy thì công đức vô lượng vô biên Đây là phương pháp duy nhất Giúp cho chính mình Giúp cho chúng sanh giải quyết được vấn đề Còn là phương pháp chắc chắn tin tưởng được Công đức không thể nghĩ lượng Làm sao có thể tránh khỏi kiếp nạn mà có thể bảo tồn được phật pháp đó chính là in ấn số lượng lớn khắp nơi đều có cất giữ thiên tai sẽ không thể hủy diệt toàn bộ thế giới này nhất định sẽ có một vài nơi tồn tại nên phương pháp duy nhất chính là in ấn thật nhiều khắp thế giới có đạo tràng phật pháp chúng ta đều tìm cách đưa đến tặng để mỗi nơi đều bảo tồn đây là điều chúng ta có thể làm được cổ nhân cũng đã dùng rất nhiều tâm tư đem kinh văn khắc vào đá gọi là thạch kinh ở bắc kinh chúng ta phát hiện thạch kinh phòng sơn là một bộ đại tạng kinh khắc trên đá nhưng chúng ta hiện nay biết rằng nếu động đất là coi như mất hết thế gian không có thứ gì kiên cố nên chỉ có thể phát huy số lượng lớn Để cất giữ khắp nơi Sẽ không bị mất đi Bảo tồn gian quá xưa Nên dùng phương pháp này Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tình độ Nam mô A Di Đà Phật but